Ở trong bụi cây có con gì nè, trong bụi cây có con gì nè, con gì đó? Wow, một con chó sói các bạn ơi. Ơi ba con này nặng quá rồi. Wow. Ơi một con gà màu gì á? À các bạn ơi, một con gà màu cam, cái đầu màu đỏ nha. Rồi khủng long, khủng long sắp bay hết nổi rồi, đi tiếp thôi. Ở bên kia có một con gì kìa bạn Ken. Các bạn, hôm nay bạn Ken có nguyên một con khủng long màu xanh nước biển khổng lồ luôn nha. Rồi hôm nay bạn Ken sẽ mở con khủng long này ra rồi mình đi săn mấy con vật nha. À, ăn thịt con vật luôn hả? Này khủng long đồ chơi ăn thịt được không? Rồi như giờ con gỡ ra đi, con gỡ con khủng long ra nha. Rồi bạn có xé ra rách cái này luôn rồi. Rồi giờ bạn Ken mở con khủng long ra nha. Đây. Wow. Ơi móc ra coi, móc cái gì ra coi. Ê nặng quá hả? Các bạn nặng quá, bạn Ken gỡ không được. Rồi bây giờ bạn Ken sẽ mở khủng long ra nha. Cho khủng long nó đi thử. Ôi khủng long bự dữ ta, con rinh nổi không? Wow. Không, bây giờ mình ráp cái cánh vô nha, ráp cái cánh vô xong rồi cho nó chạy thử nha các bạn. Cánh nó ráp đâu ta? Wow, con khủng long này có cái cánh mà giờ. Đây, ráp ở đây đây. Rồi mình ráp hai cái cánh vô nha. Rồi cho khủng long đi dưới nước luôn. Khủng long bay luôn. Wow, để cần bằng Ken bấm thử nha. Đó là nút xoay với con. Nè nút xoay nè. Wow, đó. Đây là nút xoay đầu nè các bạn. Còn nút này là nút đi thẳng nè. Khủng long đi mất cười quá. Rồi để trên đó nha. Ê. Rồi con để gì cho nó mới đi được. Rồi đi đi. Quá. Wow. Cái đầu nó nặng quá nên nó té xuống không à. Rồi các bạn ơi, bây giờ cho khủng long đi săn con vật nha. Con khủng long này giờ nó chỉ biết quay đầu thôi à. Nó không có biết đi thẳng. Khủng long ngộ quá. Nè đây là cái đồ điều khiển của bạn Ken nè, bạn Ken bấm đi bạn Ken ơi. Đây là đi. Trời ơi là khủng long gì. Rồi con bấm thử coi. Bạn Ken bấm nha. Rồi bấm đi đi, đi, đi thôi. À khủng long này nó quay vòng vòng không các bạn ơi. Tại cái đầu nó nặng quá, nó có hai cái đầu nặng quá nè. Rồi bây giờ mình cùng con khủng long này đi sang con vật nha. Rồi bạn Ken bấm đi, ta cầm cho nó bay. Wow, con đâu, con gì mà nó kêu bên kia vậy? Các bạn ơi, một con heo nó kêu bên đây nè. Rồi bắt vô khủng long ơi. Wow. Rồi để con heo trên lưng khủng long đi, khủng long chở đi luôn. Rồi bắt được một con heo rồi nha. Rồi đâu nữa bạn Ken ơi, nghe con gì nó kêu ở đâu nữa vậy? Ở đây còn một con nữa bạn Ken ơi. Đây nè, con vịt nó dưới nước nè. Nè một con vịt nó bò dưới nước rồi thấy không? Rồi bắt để con vịt lên lưng khủng long luôn. Rồi trong bụi cây có con gì nè, trong bụi cây có con gì nè, con gì đó? Wow, một con chó sói các bạn ơi. Ơi ba con này nặng quá rồi. Wow. Ơi một con gà màu gì á? À các bạn ơi, một con gà màu cam, cái đầu màu đỏ nha. Rồi khủng long sắp bay hết nổi rồi, đi tiếp thôi. Ở bên kia có một con gì kìa bạn Ken ơi, một con gì mà cổ nó dài dữ hả? Con gì á? Các bạn ơi, đây một con vịt. Ở cái vịt này ngộ quá, vịt trời cổ nó dài quá. Rồi bây giờ đem về nhà nghe bạn Ken này, bấm cho khủng long bay đi. Ôi rớt rồi. Ui lượm lên nó thôi, lượm lên lại, nặng quá khủng long ơi, chở khủng long rớt luôn rồi. Rồi bỏ về sau đuôi nè,
bỏ thêm con gà vào sau đuôi nữa. Rồi đi về nha, bay về. Đây các bạn, bạn Ken đang dẫn khủng long bay về nha. Đây nhà mình nè. Rồi bay về tới nhà rồi. Mình xếp ra coi có mấy con nha. Rồi mình học tên mấy con này nghe. Ê, ôi khủng long té rồi. À đây là con gì vậy bạn Ken? À một con gà mái màu màu vàng, màu cam chứ. Cái đuôi nó màu đen luôn. Con cầm không nổi hả? Có rớt luôn. Đây các bạn, một con heo nha. Con heo nó kêu sao bạn Ken? À, con heo kêu ụt đúng rồi. Đây một con. À cái con này là cái con chim gì ngoài biển nè bạn Ken ơi. Con biết con này con gì không? Con vịt màu trắng nè. Đây con vịt màu trắng nha. Đây con gì bạn Ken? Một con gà trống. Ờ đúng rồi, giống con gà nhà bạn Ken nè các bạn ơi. Con gà trống nó kêu ỏ o nè. Đây. Rồi, bốn con rồi. Còn đây là một con. Con này con gì bạn Ken? Ủa con vịt này mà cổ dài dữ ta. Ở trong mùa ngoại có. Mùa ngoại có con nhỏ bự nữa. À này. À này con ngỗng á. Con ngỗng. Ngỗng gì mà dài quá trời luôn. Ngỗng bên nước ngoài nè. Rồi đây là con gì? Con gì bạn Ken? Con này con gì? Chó kêu sao? Chó kêu wow 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 wow. Này là con su nè, su đó. Đây. Con su nó làm gì ngồi trong đây nè Ken ơi? Su nó ơi. Con su nó vô cái thùng con khủng long nó ngồi luôn rồi các bạn ơi. Ở đây xịt nước ướt rồi nên nó ngồi không được. Rồi cho các bạn xem là con khủng long nha. Đây là các bạn, hôm nay bạn Ken có một con khủng long hai đầu màu xanh lá cây. Đây, đây là một cái đồ điều khiển hình đầu con khủng long rất là đẹp luôn. Con khủng long này nó có hai cái cánh nè. Ở dưới là có cục pin gắn ở chỗ này. Đây, rất là to nha. Rồi bây giờ cho bạn Ken bấm con khủng long nó xoay vòng vòng cho chúng ta xem nha. Đi kiếm chỗ nào rồi, chỗ dễ xoay ta. Thôi bỏ đây luôn đi. Rồi bạn Ken bấm thử đi bạn Ken ơi. Wow, cắn xu luôn. Dí cắn xu luôn, anh nó đi được đó. Mà con khủng long này cái đầu nó bự quá, nó đi chậm các bạn ơi. Xu nó sợ con khủng long rồi. Sợ không xu? Con sợ khủng long không? Không nói được hả? Con này đâu nói đâu. À con su nó không có nói được, nó liếm thôi đó hả? chứ con su nó nói được là người ta chạy hết luôn á con. Biết sao người ta chạy không? Su nói được người ta sợ đó, ta sợ người ta chạy. Rồi như vậy là video đến đây rồi hết rồi nha các bạn. Bạn Ken hôm nay có bộ đồ chơi đây là một chú khủng long khổng lồ màu xanh nước biển. Và đi sang nguyên một bầy thú luôn. Đây một bầy thú con với con khủng long khổng lồ. Rồi hẹn chào tạm biệt các bạn nha. Wow, anh Su nó cắn cái vỏ luôn rồi con ơi. Rồi. Rồi con máy bay các bạn đi. Hẹn các bạn video lần sau nha. Su né ra Su. Ăn cơm hả? Mở nữa hả? Thôi mở một cây thôi. Giờ mình đem vô mình để dành, đi mai mình mở tiếp nha. Mở tiếp luôn hả? Rồi các bạn ơi, bây giờ bạn Ken sẽ mở cái kẹo mút màu hồng nha. Để coi nó có gì bên trong nữa ta. Nãy có con khủng long rồi nè, giờ không biết con gì nữa. Wow, cái cây nó cũng màu cam luôn các bạn ơi, hai cái cây màu cam luôn. Rồi đập nó coi. Wow. Con khủng long có xương nữa. À, một con khủng long màu vàng nè các bạn ơi, hai con khủng long sinh đôi luôn. Hai màu giống nhau luôn nè. Ủa, cái này con gì?
nè, con bự nè, con nhỏ. À, con khủng long này là con khủng long chuột túi nè, nó đứng bằng hai chân, con này đứng bằng bốn chân. Rồi kẻ múc cũng vậy luôn, đây. À, nó dính vào đó luôn rồi hả? Đây, mình ở đây. Ôi, ôi, trời ơi, nó xuất ra luôn rồi nè. À, nó xuất cái này ra luôn rồi nè. Rồi gắn vô đi bằng kem đây. À, các bạn ở đây quá trời kẻ múc luôn nè, để dành ngày mai hả? Cho bằng kem đem vô trường cho các bạn ăn nha. À, như vậy là xong rồi các bạn ơi, chào tạm biệt các bạn nha, hẹn các bạn bye. Là sao à, bye bye, máy bay kẹo luôn. Ha ha ha.